Bắc. Nhưng nó câu gần gần đây à. Quang gần nghe chứ. Quang gần là ngồi kia anh lúc cái sau à. Đó, trò hô quá trời luôn. Hồi bữa tao câu đây này chỗ này. Bữa tao tính lúc câu ở ngoài kia. Mấy tí á. Quăng bột xuống trước cho nó bu lại. Dính dầu. Đây đây. Dầu dính. Đây, dầu đây con. Dầu không? Dính rồi. Chút. Dài dầu. Câu thật trời ơi. Hình như không biết Quang hay sao chứ thấy Quang ầm ấy. À. Mà chơi bự quá sao hết chứ. À, chơi bự quá. Không có anh ư. Chơi bự nó mau chìm. Chứ chơi cần nhỏ là cần biết là mau. Da ghe con, da húng con luôn à. Sao da thúng thớt mẹ, lấy giọt giọt cho nó lẹ. Nguyên một đội hùng hậu để đi câu cá đuối à, mà không biết là chiều nay là thành quả như thế nào, chắc là phải câu ở chợ quá. Đó, bắt đầu vô đó. Thấy luôn. Ờ, rồi là do cái này rồi. Rồi do làm cái cần câu rồi. Không bột nhiều đó vô. Nè. Dành, cho tao một cái chà, cho bự tao một cái dao, tao chế lại khét thôi. Bột cũng không cắt không, cũng không lại cái đổ thường nửa ký. Cái cơ mà ăn nó. Căng nửa ký gì á. Con nhỏ thấy đó. Nhỏ bén lại. Tách ra đi, người qua bên kia nữa kìa. Đúng rồi á, qua cho Duyên vào kia. Duyên ra bu qua cái răng ầm 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 nó. Cũng sợ. Nó hồ là ai? Ừ. Dập dập cái má mình cũng sợ đó. Bên này cũng có nó mà. Nó nổi gì. Nó dữ quá trời luôn ơi. Chào không? Nay sẽ giới thiệu tất cả các bạn, đây là câu cá đối bằng bột mì. Câu tản ra tại quăng á. Đây, vào rồi. Đấy. Cá nước đi. Anh quay luôn, đó. Đó, cá nước đi. Đó, nó nhảy ra ngoài. Cá quá bự. Trời hả mà. Đây cá đối nè các bạn. Ồ cá này bự á. Bự nè. Đây nè. Nguyên con này bự nè. Đó, cá đối. Đây. Em lăn bồn. Ồ, cá nó này bự ghê. Còn nó ăn cánh bên đó, nó không ăn cánh bên này sao? Nhảy ra.
Còn con hả? Ồ đây cá bự quá hả? Không không, không có con nào. Để cái thùng lên trên đi. Để cái thùng lên trên đi. Đó nó nhảy ra đó. Nó nhảy ra uổng câu còn... Ở đây là cái vùng đậu thuyền nè, ở dưới Đức Long. Ở đây nó có cái bờ kè ta đang xây dựng. Đây xây dựng nè các bạn. Đây là khu cái này mấy cái thúng này người ta là đi cái câu, đi câu hay đi thả lưới vậy Lâm? Thả lưới gần đây thôi hả? Đây cần thủ chi rồi, nãy giờ là chưa được cái con nào phải không? Nãy chủ yếu là lụm câu không à? Rồi Quang. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, hay quá. Hay quá, hay quá đó. Cứ từ từ. Đó. Đây nữa, đây nữa. Ơ, hai con. Ba con, ba con luôn hả? Ba con. Ồ, oh, cá quá nhiều luôn các bạn. Nè. Bị xét chưa? Này. Ồ. Rồi. Ồ, cá quá quá bự luôn á. Cá này bự. Đợt trước mấy kia câu ở ngoài cầu, đầu cầu Trần Đào cá chút xíu à. Nó cá bự vậy mới ngon ha. Có đâu cậu lên đó. Nè cậu quá trời luôn nè. Má cậu gần cả khí á. Đó rồi chị. Này, một ai cái mắc tiền ai. Ủa rồi thôi. À, em nói bữa em câu đây mới xíu à. Chị muốn nước gì con? Thì đây đổ cho tôi luôn. Đổ cho con số này dầu. Quậy coi lấy bột quậy thôi. Chị tắc chì của người ta ra hết trơn. Có chì người ta mới chìm được cái đấy. Đây là bột nẩu này, mấy bột nẩu này. Nẩu bột chìm 72 ngàn. 72 ngàn. Nãy giờ nút tôi ra mấy chục nghìn nghe chịu bột. Má tôi sáng ngày ăn tiền mày. Ấy là mình nói bột á. Câu vui vậy chứ. À câu vui thôi chứ. Đổ cho ngồi mẹ xúc luôn anh làm ơn. Đổ cho ngồi cái xô đi. Ủa gì nè, hai bà con nè đẩy nè. Chào. À, thấy không, hai con nè. Xô, hai con. Con nè. Đó, hai con đó. Đó. Biệt ký, biệt ký nè. Ổ. Mẹ kêu biệt. Không quấy nè. Chào. Nước bột rồi luôn. Quấy. Quấy tâm quấy. Quấy đục nào câu đẹp đấy. Nó dồn lại quá. Giờ nó dồn lại quá. Không có cái lò lớn mà. Nó cũng két ăn cái bộ không. Đó. Cầm mày tí tí tí, mày đứng ngoài mày kêu mày đi câu cá cho mày kêu mày. Con bây giờ thành quả của em không á nha. À, nguyên mình lụm nó câu được chiều nay luôn á. Tên là câu tới cỡ tới tối này đầy đủ luôn. Được mấy con lượm? Con anh à. Hả? Dạo này câu cái thằng thủ câu yếu quá. Thằng thủ yếu hơn một mình lượm. Trời có giờ quá hết đâu. Con gì vậy?
chút. Cần thủ này quăng quăng cần mà sao nguy hiểm quá. Dài quá thất thế nó chạy ra thấy không? Quăng gần thôi. Cái thế sao mà phải dựng cái lon lên kìa. Đó, hai con kìa. À, đã như lượm mà giật cái nó dở cái lon lên luôn là nó, cá nó chúi đầu xuống nó không có ra được. Kỹ thuật người ta khác. Còn đúng không? Mà không có kỹ thuật nó khác anh hả? Ừ cái. Hai con quăng. Con đi luôn. Sao quá chị? Ừ, nó vô đầy rỡ luôn. Đó. Hai con. Nó cá trời. Đây đó, đúng rồi có rồi kìa. Giờ nó quấn về á. Có rồi á, giờ nó quấn về đó anh em ơi. Trời ơi. Mà nó mới câu con xí mà cá nhiều quá trơn này. Đây, cá nè thấy không? Quá trời cá luôn. À, cái gì? Bắt vô tiên. Không mày đổ nguyên cái xô xuống dưới luôn là mày ăn đòn luôn á đó, thấy không? Tao biết mà thằng này nó đi nó quậy ghê luôn á. Quậy bước lên trên kia kìa. Từ bỏ vô đi. Này là chú lượm câu cá. Câu dính ba con, hai con ba con mà. Ba đi câu không à? Mẹ ơi cá. Để tôi. Đây là chạy đi. Ừ, câu cá nãy giờ câu chờ không? Đúng là bột ít quá nó lỏng bột quá anh đô. Này ai, còn cá nào anh đô này? Mấy con chưa hai con mày xem quá quay mặt không tao, mày đứng bên kia mày quay ra trong không còn xa đâu, sát tay nó bơi quá trời luôn nè, sát ngay đây luôn nè, nó bơi cả đàn luôn á. Câu một mớ về nữa. Chú chê câu một câu. Hay quá chị ơi. Hay quá chú chê à. Chú ấy câu được cá. Đây, thành quả đầu tiên. Một con. Xuống là vô. Múc nước này luôn khỏi cần bột cần gì hết. Giờ này nó ngáo đá rồi, muốn vô. Bỏ ra đi, bay lên. Đây, thành quả thứ hai.
một đấy, bây giờ vô là một là, con là, nữa lấy ăn thôi. Đây các bạn, cá này đây, đây. Một con, là hai con đâu thấy không? Mai mới công làm lại mấy cái ống lại chứ. Mai làm được làm đâu mất xịt chú á. Đúng vậy nè. Câu ngày thôi chứ đụng mấy ngày đâu, rảnh đâu được câu hoài. Nè. Đi đi gần giải trí. Đó một thằng đó mà mai quay quay cái đầu này xuống dưới nè. À, cái đầu nó xuống dưới, cái đầu nhiên quay chút luôn. Rồi, quay cái đầu nó xuống dưới. Thấy không? Cái đầu đó nó nặng, xuống mau hơn. Đầu quay vô trong sâu cho nó đỡ cao. Ba. Đó. Ba đó. Cái này trên ống nè. Không được rồi. Đặt lại à, làm lại. Được nè. Làm lại. Làm lại. Cái này cột lại nè. Đó, làm lại được. Ba mới lần ngồi. Ba ơi, ba. Đó, ba để nhẹ nhẹ thấy không? Mẹ cũng để, mẹ để không chắc. Đây. Chú chê câu đường con cá. Cảm ơn. Bị chê câu nãy giờ câu được mấy con rồi. Người ta coi quá trời rồi. Giờ nó ra xa nè, thấy không? Ra xa không? Mà lớn không? Ừ, chú chê được con cá. Quá trời luôn. Giờ chỗ ơi. Trời không nữa, trời tí về. Hai ký rồi hả? Chưa tới hai ký. Mục tiêu là hết bọt. Có đâu? Chưa. Mục tiêu là câu hết bọt. Có cái thúng úp bây giờ lấy cái bột leo nó ngồi câu mình luôn đi đó.
đó dựng vậy là con cá một nó con một nè. Nó chui đầu xuống đây nó không có quay được, nó nằm đây luôn rồi đó. Nó quay đầu dớt xuống nó nằm luôn. Mai câu. Đó lỡ tại mẹ hết đó. Bà đô, em thúng ngồi